Đây rất nhiều gốc mai phôi đẹp đây. Nó đã sống khỏe hết rồi. Đây, rất là nhiều gốc này. Cái lô này người ta có là khoảng 13 gốc. Cái mai sù này của chú luôn á hả? Bên kia. Kia. Là bán được nhiều không chú? Bán được chứ chậm. Chủ yếu là bà bán cây phôi nhiều á. Giỏi quá ha. Này chú ở đâu hả? Vĩnh Long hả? Hai cặp này chú bán nhiêu? Mấy cái này bán nhiêu hả? Nhiều khi con thì cũng có nhiều người hỏi con thì con trồng mai thường không à? Ở Vĩnh Long mà bà ở chỗ nào chú? Khu nghiệp Bà Phú à? Khu nghiệp Bà Phú thì Ba Càng á. Chỗ cái vườn mà có cây me bự thấy nè, cặp lộ. Tâm Bình đó phải không? Tâm Bình chứ. Tâm Bình là dưới kia. Chỗ này nó nằm ngoài quốc lộ ở vị trí đó. Là đi sao đi sao mà để đi sao mà để gặp chú? Thì đi lại đó. Khu nghiệp Bà Phú. Có số điện thoại đó. Khu nghiệp Bà Phú. Chạy quay lên đường quốc lộ Văn Thơ đó. Văn Thơ này. Nhưng mà nó nằm mép tay mặt. Tay phải không? Thấy bên tay phải à? Mình chạy bên lỗ kia mình nhìn qua. Nó để tấm bảng. Là tấm bảng chú là gì? Cái dừa kiển Thanh Sang. Dừa kiển Thanh Sang á. Có cây mè lớn nhất à. Là cây mè Thanh Sang. Cũng có nhiều người ta kiếm cái dòng này lắm mà. Tự nhiên luôn á. À? Tự nhiên luôn á. Tự nhiên à. Cái này nó ghép á. Tự nhiên á. Mấy cây này nó phải dễ chút. Mấy cây này ở dưới chắc cũng là 80 á, 80 à. Lúc trước cái cây còn mình còn có cái ông kia ổng mua, ông kiếm mua cái cây mai bình thường thôi. Hoành tới 1 mét nè, mua gì 1.3 tỷ. 1.3 tỷ triệu á. Cái này 100, cái này 150 à. Cũng có nhiều người hỏi con lắm, con thì ở Chà Lách Bến Tre. Bữa nay tính đi về quê rồi thấy ngang đây có cây nè. Này, cái cục cực. Sao mấy 777 cái này hoành có nhiêu? 70 à. Dự kiển Thanh Sang, nhiều khi con quay cái này lên, nhiều khi mấy người thấy người ta đi xuống dưới, tao mua cho chú á. Dạ dạ có nè. Cứ cho điện thoại đó, xin đâu cứ cho điện thoại. Đây cái này của thằng trai. Đây. Cái đọc này để ghi vô luôn à. 09 5 số 3 09333 5 con số 3 09 là 5 số 3 rồi 09 5 số 3 rồi cho đi đọc tiếp đi 805 09 5 con số 3 805
0933 điện đó nè. À. 0933 0933 đang điện cho đó luôn á. À sao sao sao. 0903 09 09 rồi 503 805 à.